Một nụ cười rạng rỡ tôn vinh vẻ đẹp hoàn hảo nhất của mọi cô gái. Chỉ có tại Thanh Hằng Beauty Medi, nơi chúng tôi tin vào sức mạnh của sắc đẹp. Đội ngũ bác sĩ nha khoa thẩm mỹ Hàn Quốc giàu kinh nghiệm của Thanh Hằng Beauty Medi sẽ đem lại cho bạn nụ cười rạng rỡ, tự nhiên, sang trọng và mãi mãi hoàn hảo. Mãi mãi nét thanh xuân cùng Thanh Hằng Beauty Medi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Một tuần nữa đã trôi qua và ngày hôm nay thì Mai Thu Huyền rất là vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Đẹp Không Giới Hạn do công ty Tincom Media sản xuất. Thưa quý vị, phim cũng là cuộc đời. Và khi mà xem phim thì khán giả không chỉ quan tâm đến nội dung bộ phim, đến dàn diễn viên trong phim, những hình ảnh quay đẹp hay là âm nhạc hay, mà mọi người còn rất là quan tâm đến trang phục mà các diễn viên mặc trong phim nữa. Có thể nói trang phục đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc tạo hình các nhân vật để giúp cho các diễn viên thể hiện vai diễn của mình tốt hơn. Và đó cũng chính là chủ đề của chương trình Đẹp Không Giới Hạn ngày hôm nay. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Soi Gương. Đây có lẽ là một chủ đề mà Mai Thu Huyền đang mong chờ từ rất là lâu vì đúng với sở trường của mình, và đó là nói về thiết kế trang phục trong phim. Và bây giờ thì Mai Thu Huyền xin phép được hỏi Hương Thần xem ngày hôm nay vị khách mời nào sẽ xuất hiện trong chương trình này nhé. Hương soi ngự ở phim trường Đẹp Không Giới Hạn, xin mời khách ra. Nam diễn viên phim Sông Lan tốt nghiệp ngành Việt Nam học của một trường đại học nhưng lại theo đuổi nghề MC. Việc vào vai nam chính trong bộ phim Sông Lan đã giúp anh gây được ấn tượng mạnh với khán giả cả nước. Được biết đến với thương hiệu Thủy Design House, cô sinh ra ở Hà Nội, cô là một họa sĩ và là một nhà thiết kế thời trang. Các thiết kế của Thủy Nguyễn chú trọng vào sự thoải mái, tiện dụng, nữ tính và sang trọng. Cô cũng được biết đến trong vai trò là nhà thiết kế chuyên phục vụ thời trang cho phim điện ảnh và phim truyền hình. Với chủ đề thiết kế trang phục cho phim thì Mai Thu Huyền nghĩ là hôm nay ở đây cả ba vị khách mời chúng ta, một nhà thiết kế, một diễn viên nam và một diễn viên nữ, chắc chắn là sẽ giống như là rất là nhiều điều để chúng ta có thể bộc bạch với quý vị khán giả trong chương trình Đều Không Giới Hạn ngày hôm nay. Và có thể nói là Thủy Nguyễn được đặt biệt danh đó là nhà phủ thủy. Phù thủy thiết kế đúng không? Và gần đây thì rất nhiều những cái bộ phim điện ảnh có Thủy tham gia, như là những bộ phim Tấm Cám này, rồi Cô Ba Sài Gòn, đặc biệt là Cô Ba Sài Gòn, mọi người sẽ vô cùng ấn tượng với cái trào lưu mà Thủy đã tạo ra, những cái bộ trang phục áo dài trong phim, hay là những phim trước đó như có Sài Gòn Anh Yêu Em, và gần đây là có Mùa Viết Tình Ca. Rất là nhiều những cái bộ phim như vậy, thì không biết là cái khi mà tham gia cho cái công việc mà thiết kế trang phục cho phim thì Thủy đã gặp phải những cái khó khăn gì không? Khó khăn đầu tiên thì Thủy nghĩ đấy là lúc nào cũng vẫn là chi phí và cái thời gian. Cái khó khăn nữa đấy là không phải là chỉ có một mình Thủy hay team của Thủy làm việc, mà đây một cái teamwork rất là nhiều con người, và nó ra nhiều những cái hình ảnh và những cái ánh sáng rồi màu sắc nó đều khác nhau. Cái đấy là cái khó khăn khi làm sao mà tất cả chúng ta bỏ vào chảo mà xào nấu ra thế nào mà ra được một cái món ăn ngon. Mình lại không phải là cái người mà đưa ra định hướng một cách chính xác là cái bộ phim này phải như thế nào, người diễn viên phải mặc như thế nào, nhưng mình lại là một cái cầu nối truyền tải từ ý tưởng của đạo diễn cho đến diễn viên, làm thế nào để người ta cảm thấy rất là tự tin khi mà nhập vai, khi mà họ mặc cái bộ trang phục đấy và đưa đến một cái hình ảnh cuối cùng là thị giác của người xem. Khi mà Thủy Nguyễn và Ngô Thanh Vân bắt tay với nhau để về cái dự án đó thì mình có nghĩ trước là mình sẽ tạo trend, tạo trào lưu không, hay là sau khi phim xong tự nhiên nó thành trào lưu? Thật ra là đây là một cái ý định ngay từ đầu của Thủy với Vân, bởi vì cái bộ phim này, cái mục đích chính chúng tôi muốn nói lên đấy là tình yêu áo dài. Các cái tiểu tiết, các cái mọi thứ ở trong phim nó đều muốn nói lên là cái tình yêu áo dài. Trong cái quá trình mà làm nghề của Thủy 5-7 năm thì mình cũng thấy rằng là tại sao cái tà áo dài nó đẹp như vậy mà mọi người đang dần dần lãng quên, thì đây là cái ý định ngay từ ban đầu giữa Thủy và Vân.
thì cái quá trình mà Vân làm phim thì Thủy phải làm trang phục, thì rồi PR marketing, thì chúng tôi có rất là nhiều những cái giằng cứu nhau để mà tạo ra một cái trào lưu và nói đến cái đưa cái câu chuyện này, như chị Mai Thu Huyền nói là đưa ra ngoài. Thì khi mà đưa ra ngoài cuộc sống thì chúng tôi mới khẳng định được là tà áo dài, tôi yêu áo dài như thế nào. Trong phim nó có một số những cái tiểu tiết nói đến là may cái tà áo dài nó khó thế nào, làm thế nào để ốp được tà, làm thế nào để may được bằng tay. Thì chúng ta đang biết đến đồ của nước ngoài, đồ couture nó rất là đẹp, nó rất là khó, nhưng không biết là tà áo dài Việt Nam của chúng ta cũng rất là khó may chứ không phải là dễ. Thì đấy là những cái thứ mà Thủy và Vân đưa vào phim và cũng cố gắng là đưa ra ngoài. Thì khi mà sau bộ phim thì cái đấy nó trở thành một trào lưu, thì tất cả ở đâu, đi đâu, làm gì, đến nói vui ra là đến đi thấy ở ngoài đường Nguyễn Huệ người ta làm những cái festival mà mọi người cũng đều mặc ba Sài Gòn, thì thấy thật sự là một cái niềm tự hào của Vân với Thủy. Khi mà mình làm cái này mà mình lại thấy ra là không những là nó chỉ dừng ở bộ phim mà nó còn đưa ra cuộc sống. Khi mà nói đến cái câu chuyện trào lưu ý, Huyền lại nhớ lại một cái kỷ niệm mà cách đây 16 năm khi mà Huyền lần đầu tiên đóng cái bộ phim Những Ngọn Nến Trong Đêm, thì cái thời điểm đó cái nhân vật của Huyền cũng là một người mẫu và cũng là một nhà thiết kế thời trang. Thế nhưng mà cái thời đấy nó không có sung sướng như bây giờ, vì nó rất là nghèo nàn, rất là kinh phí hạn hẹp để làm những cái bộ phim truyền hình, cho nên toàn bộ phục trang của phim là diễn viên tự lo hết. Mà lúc đấy thì Huyền là một cô sinh viên đại học ngoại giao mới ra trường, cũng chẳng có, tức là mình cũng không có điều kiện kinh phí, cũng chẳng có bất kỳ một sự hỗ trợ nào của nhà thiết kế để có thể tạo những cái trang phục cho phim. Thì lúc đấy Huyền chỉ nghĩ đơn giản thôi, là lúc ý thứ nhất là mình đóng một cái vai diễn này khác tất cả những cái vai khác trước đây của mình, thì mình phải đầu tư cái trang phục, tạo hình nhân vật làm sao cho nó hợp với cái nhân vật, và tranh thủ là đằng nào mình cũng tốt nghiệp đại học, mình sắp đi làm, mình may luôn một loạt để mình đi làm luôn, để thay đổi hẳn cái phong cách từ một cái cô sinh viên sang một cái người chững chạc hơn. Thế là Huyền may khoảng độ mười mấy cái bộ mà hồi đấy gọi là xẻ tà và quần ôm. Tự nhiên bất ngờ là sau khi mà bộ phim kết thúc là rất nhiều người đi may đồ cô Trúc, mà thậm chí không phải là khán giả Việt Nam, khán giả ở nước ngoài, từ Đức, từ Thụy Điển về cũng hỏi cái địa chỉ may cái bộ trang phục ấy ở đâu. Vậy còn với câu chuyện của Liên Minh Phát thì gần đây Mai Thuyền có thể nói là vô cùng ấn tượng khi đi xem bộ phim Song Lang. Xem bộ phim này, đây là một bộ phim nói về cải lương, đã là một cái đề tài rất là lạ và thực ra cũng rất là khó và kén khán giả. Nhưng mà cái điểm sáng vô cùng của cái phim này đó chính là nam diễn viên chính, Liên Minh Phát. Mình ấn tượng mãi và mình bảo thì sau bộ phim này mình phải nhớ đến, tại vì lúc ấy đọc tên của em rất khó, cho nên thật là tên của em là một cái tên quá đặc biệt nên chị không thể nhớ được tên của em. Nhưng mà chị bảo là từ bộ phim này trở đi chị sẽ nhớ là trong danh sách các diễn viên điện ảnh Việt Nam là phải có Liên Minh Phát. Chúc mừng em với cái vai diễn đầu tiên này. Và thực sự cái nhân vật trong phim, đặc biệt là trong cái giai đoạn Song Lang ở những cái năm 80 của Sài Gòn, thì lúc đó Liên Minh Phát có gặp những cái khó khăn gì khi mà phải hóa thân vào nhân vật đó, và em có được hỗ trợ gì về vấn đề trang phục để tạo hình cho phim để có thể thể hiện một cách đẹp và tốt đẹp như vậy với cái vai diễn này? Thật sự khi mà mọi người biết đây là vai diễn đầu tiên của Phát ở lĩnh vực điện ảnh thì đó là đã là một cái khó rồi. Và cái khó hơn nữa đó là mình không phải mình đóng phim ở cái thập niên bây giờ, ở cái thời đại bây giờ chúng ta đang sống thì nó sẽ dễ hơn, mà lại là cái thập niên trước nữa thì nó lại là cái chuyện khó, lại nó được tăng lên. Thì làm thế nào để có thể Phát có thể vượt qua điều này và hóa thân được vào nhân vật cho nó tròn vai, là Phát nhờ vào sự hỗ trợ tất cả mọi người trong ekip, đặc biệt là đạo diễn. Đạo diễn sẽ là người hỗ trợ cho Phát về cách là lấy cảm xúc như thế nào, và cái người mà ở thập niên đấy thì họ sẽ có những cái cử chỉ, những cái ứng xử như thế nào cho phù hợp. Và một cái điều mà không thể thiếu, Phát luôn luôn biết một cái chuyện, đó là cái sự tròn vai của người diễn viên trên màn hình, trên một cái khung ảnh thì nó là cái sự góp công của rất là nhiều người trong ekip, từ đạo diễn, từ nhà sản xuất, từ thiết kế, make up và đặc biệt là phục trang. Cái điều đó nó giúp cho người diễn viên chúng ta tin hơn vào nhân vật của mình. Có thể nói phục trang nó hỗ trợ Phát rất nhiều, cũng như là những cái phần bên ngoài về tóc tai. Có một mái tóc rất là đặc biệt đúng không? Phải nuôi tóc bao nhiêu lâu vậy? Thật sự khi mà biết là trúng vai của phim này, lúc đó tóc của Phát cũng đang chuẩn bị dài và mọi người kêu là thôi đừng có cắt, để luôn, để là nữ quay luôn. Thì lúc đó là tóc trên phim nó Phát là tóc thật, và chỉ có nói thêm cái phần đuôi cho nó dài hơn tí cho nó ra cái chất ngày thời đó. Không chỉ là một bộ phim đặc sắc, khai thác đề tài cải lương, tôn vinh bộ môn nghệ thuật quý báu của nước nhà, Song Lang còn là bộ phim được đầu tư chỉnh chu từ phần phục trang, âm nhạc cho đến hình ảnh. Khi xem phim, khán giả cũng có thể thấy màu sắc của Song Lang có nét quen thuộc, nét xưa cũ được mang đến từ việc phục dựng trang phục và bối cảnh. Bằng việc sử dụng cách kết cườm từng bộ trang phục trong Song Lang,
là cả quá trình mà ekip đã phải tìm kiếm và cùng thực hiện với những bậc tiền bối đầy kinh nghiệm. Sông Lan đã cho người xem thấy được sự tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong từng khâu nhỏ nhất để mang đến sự chân thật nhất cho công chúng khi xem phim. Và những cái trang phục trong bộ phim này là anh chàng này cũng là một cái dân gọi là giang hồ á, cho nên là trông cũng rất là ngầu đúng không? Và ngoài ra thì trong phim này cũng là về vấn đề là về cải lương nữa, thì cái trang phục của cải lương trong phim cũng là một cái rất là khó khăn. Mặc dù Phát không phải là người trực tiếp ở cái vai diễn mà mặc những cái trang phục cải lương như vậy, nhưng mà Phát có thể chia sẻ về đoàn làm phim, về cái quá trình mà mọi người chuẩn bị cái trang phục cho phim, trong bộ phim này. Mặc dù là Phát không có trực tiếp quay những cái phân cảnh mà ở trên sân khấu, thì sân khấu là những người, những anh chị là mặc những trang phục của cải lương, thì Phát có nghe nói là cải lương của thời đó nó sẽ khác với cải lương của thời này. Và cải lương ở sân khấu, những cái bài, những cái ca khúc nó khác nhau, thì nó cũng có những cái trang phục nó không giống nhau. Hôm bữa có được tiếp cận với lại nhà thiết kế Công Trí, thì anh Công Trí có thiết kế một cái bộ đồ ở trong vở cải lương của trong phim, là bộ của Mỹ Châu, Long Ngọc. Thì anh có chia sẻ là để thiết kế được bộ đồ đó là anh phải mất rất là nhiều thời gian, phải làm việc với là đạo diễn và nhà sản xuất, phải làm sao cho nó ra được cái thần là cái trang phục đó, người ta nhìn vào người ta tin là của cái thời thập niên 80, chứ không phải là trang phục của cải lương bây giờ. Nó có cái sự khác nhau đó. Và khi mà nghe mọi người, đặc biệt là Isaac, khi mà đóng cải lương, Isaac là bảo là trời ơi, sao mà cái vai của tôi á, là xuất hiện ít nhưng mà phải chuẩn bị nhiều, tôi phải khổ sở mặc đồ mỗi một lần mặc. Lên sân khấu là có dễ, ví dụ trang phục của Phát thì nó đơn giản. Còn trang phục mà phải lên sân khấu cải lương một lần là mặc phải tốn biết bao nhiêu thời gian rồi. Chứ kể là còn phải vẽ mặt đây, rồi làm rất là nhiều đây, thứ khác nữa đúng bị không? Bị phân bì miết. Nên là thực sự là làm diễn viên rất là vất vả. Nhưng mà đúng là, Phát nói đúng ở chỗ là khi mà ở mỗi cái giai đoạn khác nhau, chúng ta không sống ở trong cái thời kỳ đó. Hoặc là chúng ta đã, nó đã trải qua lâu rồi. Thì khi mà chúng ta được đóng ở trong những cái bộ phim, ở những cái phim mà nó hơi quá khứ một chút đi, thì cái rất là quan trọng. Từ những cái chi tiết về thiết kế cũng như là đầu tóc đến giày dép, đến kể cả những cái cách chúng ta đi đứng ăn nó cũng lại phải phù hợp với cái thời điểm đấy nữa. Cho nên là cái bộ phận mà thiết kế mỹ thuật là vô cùng quan trọng để hỗ trợ cho các diễn viên cũng như là ekip trong đoàn làm phim, để làm sao chúng ta phản ánh được. Khi mà người ta xem cái bộ phim đấy, người ta cảm thấy tôi đang được sống ở trong cái thời đấy. Huyền đang muốn hỏi Thủy, trong cái quá trình mà thiết kế trang phục của phim Tấm Cám thì Thủy đã phải lấy ý tưởng như thế nào? Thực ra ở trong phim cổ trang nó có hai phần. Một phần là mình phải làm cổ trang theo yếu tố lịch sử, tức là mình không được sáng tạo, chúng ta phải ghi nhận lại lịch sử, thì phải nghiên cứu về lịch sử từ họa tiết, từ chất liệu. Nhưng mà trong Tấm Cám thì chúng tôi được phép sáng tạo, làm thế nào cho tạo hình cho cái người đấy nó thật đẹp nhất và thật ác nhất, chứ không có cái giới hạn của sự sáng tạo. Đấy là cái rất là may mắn khi mà mình làm việc với ekip của phim Tấm Cám. Khi mà đưa cái hình ảnh mà mọi người đã quá quen thuộc rằng là cũng là Mấn, rồi cũng là áo yếm, rồi trước đấy cũng có phim mà anh Công Trí làm là Mỹ Nhân Kế, thì mọi người cũng đã quen với những cái tạo hình như vậy rồi, thì cũng là một cái bước là làm sao để Thủy vừa vượt ra ngoài nhưng mà nó vẫn ở trong khuôn khổ. Khi mà Ngô Thanh Vân đồng ý ra là cho Thủy đưa những cái gọi là trên sàn diễn, ví dụ như nôm na nó hơi giống dạ hội một chút, rồi các cái chất liệu nó cũng rất là mới chứ nó không còn cũ nữa, thì đấy là một cái bước mà mình nghĩ là đấy là một bước cải cách để cho Thủy được sáng tạo ở trong phim. Còn một bộ phim nữa mà có thể là không thể không nhắc đến, đó là Mẹ Chồng. Bởi vì trong bộ phim này có thể nói là một dàn mỹ nhân với những tính cách khác nhau. Và trong bộ phim này thì cái phần trang phục cũng là một phần mà được mọi người để ý nhiều, cũng cả gây tranh cãi nhiều nữa. Và cái mà Huyền thấy là mỗi một nhân vật khác nhau như vậy thì Thủy Nguyễn có một cái sự chăm chút riêng, từ màu sắc cho đến chất liệu cho đến kiểu dáng của từng nhân vật không bị lẫn vào nhau. Và đặc biệt nhân vật của Thanh Hằng rất là ấn tượng khi mà Huyền thấy thường là đều có cái họa tiết con rắn ở trên áo. Vậy thì Thủy có thể chia sẻ thêm một chút về cái bộ phim này. Đây là cái những cái tứ này nó đều xuất phát từ kịch bản và đạo diễn đã đưa ra những cái brief cho Thủy. Cái hình ảnh con rắn, bởi vì cái cô này lúc nào cô cũng thâm độc từ trong thân. Và tại sao những cái màu của cô nó cũng thâm độc như thế, nó cũng là những cái màu đỏ đun, rồi màu đen, rồi nhung. Rồi tất cả những cái nhân vật khác nó đều có những cái màu, bởi vì là họ đều có cái biến chuyển của tính cách nhân vật từ lúc hiền cho đến lúc mà trở thành như bây giờ, nó tại sao nó lại là như vậy. Những cái dàn mỹ nhân này, khi mà đạo diễn đưa cho một cái hình ảnh là tất cả phải mặc áo bà ba, tức là tất cả mọi người đang mặc chung một
một cái trang phục, một trang phục, một loại trang phục nhưng mà tất cả đều là mỹ nhân. Có khoảng 6 đến 7 cô mà chỉ mặc trong một trang phục thôi, và tất cả nhiều cảnh mà lại đều phải nhà giàu. Thế ra là cái đấy cũng là cái rất là thách thức cho Thủy. Một cái nữa là cái mỹ nhân này khi mà mặc áo bà ba ấy, thì chị Mai Thu Huyền biết là cái tỷ lệ chân của họ rất là dài. Đúng so rồi. Với cái áo bà ba là siêu mẫu mà toàn chân họ là siêu mẫu. Từ đến lúc cô Thanh Hằng cô mặc lên mình bảo chết rồi, bạn ấy mà đi cạnh cái cột nhà thì không biết cái hình ảnh nó sẽ lên, nó sẽ như thế nào, nó sẽ quá kinh khủng. Khi mà nếu như mà bạn ấy mặc cái này bạn đi ra chợ hay là gì thì bạn sẽ nó quá là khó. Thế thì bây giờ lại đạo diễn lại bảo rằng là vẫn phải đi giày cao gót, chứ tức là đi guốc cao chứ không được đi dép xẹp, thì mình không biết làm thế nào để cho cái tỷ lệ mà nó đúng với cả cái thời mà 40. Xong rồi đạo diễn cũng bảo nhưng mà em ơi, cái phim này mình không có thật mà. Nên tất cả các cái nhân vật này mọi người cứ mà các cô là siêu mẫu nên các cô vào phim vẫn phải là siêu mẫu. Vâng, các cô vẫn phải là siêu mẫu rồi. Ví dụ như Thủy thiết kế ra là áo mà hơi rộng rộng không, chị ơi em phải khoe được vòng eo của em. Thế là lại ôm sát vào và tất cả 7 nhân vật này đều ôm sát. Mà chiều được các và nhân vật cũng khó đúng không? Tất cả nhân vật này bởi vì họ đều là siêu mẫu, họ đều là những người hạng A. Thì bản thân cái cá tính của họ cũng rất là mạnh rồi, những cái đường cắt rồi những cái chất liệu họ đều rất là biết. Nên là làm sao mà vừa thỏa mãn được đạo diễn, thỏa mãn được tất cả các diễn viên, mà diễn viên này đều rất là chuyên nghiệp. Thì họ rất là để ý đến tất cả các cái chi tiết nhỏ, hoa thế nào, như thế nào, mặc lên nó như thế nào, ra làm sao. Thế là xin chết. Để có thể nói là với một diễn viên ý, cái trang phục nó hỗ trợ rất là nhiều. Với Lê Minh Phát, không biết cái vai sắp tới của em, vai phản diện thì không biết là cái mức độ ác nó như nào, và cái đầu tư của em cho cái tạo hình của cái nhân vật này nó như thế nào. Thật sự thì trong phim tiếp theo, cái vai của Phát đó là một cái anh chàng này cũng kiểu ăn chơi. Và phim này nó cũng dễ một tí, đó là tại vì quay ở lấy bối cảnh là thời đại bây giờ thì nó cũng dễ. Hiện tại phim thì cũng chưa công chiếu cho nên Phát cũng chưa thể tự đánh giá cũng như là có được những cái phản hồi từ mọi người á. Nhưng mà theo như nhận xét của mọi người trong ekip thì Phát cũng có thể làm được ra được cái vai người ta tin là ok, thằng này đang là một cái thằng điểu. Cũng tin được cái chuyện đó. Thế là chúng ta sẽ chờ xem đúng không? Nhân nói chuyện về nhân vật phản diện và chính diện thì Mai Thu Huyền cũng muốn mời nhà thiết kế Thủy Nguyễn và Lê Bình Phát sẽ đến với một thử thách của chương trình nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đẹp Không Giới Hạn. Và bây giờ sẽ là một thử thách cho diễn viên Lê Bình Phát. Đó là bạn sẽ nhìn vào những bộ trang phục này và bạn hãy chọn cho mình một bộ mà nếu như bạn đóng vai phản diện bạn sẽ mặc. Bộ thứ hai là nếu mà bạn đóng vai chính diện bạn sẽ mặc bộ nào. Và bạn hãy giải thích vì sao mà bạn lại chọn cái bộ trang phục đó. Ok. Rồi, phản diện trước nha. Anh Quyền muốn biết là tại sao Phát lại chọn bộ trang phục này khi mà hóa thân vào một vai phản diện. Với một cái quan điểm của một người không chuyên về ngành thời trang thì Phát chọn bộ này cho vai phản diện của mình bởi vì Phát thấy có tông màu đen. Và người ta nói là sự thật trắng đen, trắng là thật, đen là giả, cho nên Phát chọn màu đen là màu phản diện. Thế rồi mình cũng có màu đỏ, màu đen trên áo, không biết mình có giả không? Nhưng mà chỉ có đỏ nó cho nên chỉ là hên xui. Hên xui à? Đỏ đen hên xui. Đối với Thủy thì cái bộ này nó rất là nghiêm túc. Chứ không phải là một cái người mà mưu mô. Tuy rằng là nhìn có vẻ như là nhiều màu, nhưng mà chắc là chị Huyền thì mưu mô hơn. Thì ra là vậy. Rồi bây giờ đến với một bộ trang phục tiếp theo. Nên mình Phát sẽ chọn đi. Nếu mà vào vai chính diện thì bạn sẽ mặc bộ nào? Chính diện à? Hay cho chính diện. Ta sẽ chọn bộ này. Chắc là sao bây giờ cải lương luôn. Để nói về lý do tại sao chọn đây là bộ thể hiện một nhân vật chính diện thì giống như lúc nãy, lập luận trước sau như một, trắng đen, đen là phản diện thì trắng là chính diện. Thì từ nãy giờ theo như Phát chia sẻ thì mình đoán Phát là một người rất là an toàn, bởi vì bạn chọn những cái trang phục mà nói lên đúng tính cách. Đối với một người mà làm sáng tạo như Thủy thì mình muốn nói nhiều hơn nữa, nó phải đoán hơn nữa, là người ta có thể lúc đầu người ta có thể nhập nhòm là thế này hay là thế kia. Thì ở đây bạn Phát rất là an toàn, là chọn đúng màu và đúng tính cách, đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ không biết là Phát có thể tìm một cái chính diện nào đấy mà nó có vẻ hay ho hơn, người ta khó đoán hơn. Có luôn chị. Phát sẽ chọn bộ màu này.
Thật ra cái bộ này nó rất là nhiều màu sắc và nó rất là nhiều tính cách ở trong này thì cũng khó đoán hơn. Thì với cái bộ này thì như nào, sẽ hợp với những nhân vật tính cách như thế nào? Cái nhân vật này thì mình nhìn vào mình đã thấy là nhân vật này rất là hài hòa và vui vẻ. Khá là thoải mái nữa ha. Rất là thú vị. Và bây giờ thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, đó là Cẩm Nang làm đẹp. Người bị tàn nhang thâm nám thường cảm thấy mất tự tin trong giao tiếp. Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng thâm nám và tàn nhang trên da. Đó có thể là do yếu tố di truyền, do rối loạn nội tiết tố khi mang thai hoặc do thường xuyên làm việc với máy tính, thức khuya, mất ngủ. Tùy vào nguyên nhân và mức độ thâm nám sẽ có phương pháp điều trị hiệu quả. Cẩm Nang làm đẹp số phát sóng hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn phương pháp điều trị thâm nám tàn nhang tiên tiến hiện nay. Xin chào tất cả mọi người. Theo thời gian cũng như là công việc hoặc là vấn đề mình chống nắng không có được tốt thì da của mình nó sẽ có xuất hiện những cái đốm như là đốm nám, tàn nhang hay là đồi mồi ở trên da, hoặc là do sự thay đổi nội tiết của người phụ nữ thì nó cũng làm cho cái da của chúng ta ngày càng xấu hơn. Cho nên tại hiện tại Herisa Spa thì có những cái phương pháp để điều trị giải quyết những cái vấn đề này một cách triệt để nhất. Thứ nhất đó là cái phương pháp mà điều trị bằng laser. Thì laser nghĩa là mình sẽ sử dụng những cái bước sóng để mình điều trị, mình đã đẩy lùi những cái hắc tố ở dưới da, giúp cho da ngày càng trẻ hơn và sáng dần lên ha. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát da của khách hàng này nha. Đối với da của khách này là có tình trạng nám hỗn hợp, là nó có bao gồm cả nám mảng và nám nông với lại nám chân sâu. Nám chân sâu thì trong y học hay gọi là Bothory, thì cái này nó sẽ hơi khó điều trị. Đối với khách này thì mình sẽ sử dụng, trước tiên là sử dụng phương pháp laser, sau đó là mình sẽ sử dụng bộ sản phẩm đặc trị nám của bên Herita Spa mình ha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đối với khách này. Sau khi mình thực hiện xong lộ trình laser thì da sẽ có hiện tượng là nó hơi đỏ một xíu và cảm giác sẽ hơi khó chịu. Ngay sau đó thì khách hàng sẽ được đưa sản phẩm là hồi phục da sau laser. Sản phẩm này sẽ giúp cho da dịu nhẹ và giúp cho da sáng hơn ha. Bây giờ mình sẽ điều trị lạnh ha, thì với nhiệt độ là âm 20 độ C thì nó sẽ giúp cho da cảm thấy là không có khó chịu gì hết, mình giúp cho da hồi phục ngay sau đi laser ha. Sau khi mà mình thực hiện xong liệu trình laser thì khách về nhà sẽ được sử dụng sản phẩm là hồi phục da trong vòng có khoảng 5 đến 7 ngày. Khi mà da hoàn toàn ổn định rồi thì sẽ quay lại và được thực hiện sử dụng bộ sản phẩm điều trị nám độc quyền của Herita Spa. Thì bộ sản phẩm của Herita Spa thì nó sẽ bao gồm những cái sản phẩm như sau. Thứ nhất đó là cái sản phẩm là Essence, có nghĩa là nó sẽ giúp cho da làm dịu da. Cái thứ hai là cái sản phẩm là kem chống nắng, kem ngày, kem đêm, và bên cạnh đó thì có một cái dung dịch để mình có thể pha với lại mặt nạ. Thì những cái thành phần ở trong mặt nạ và cái dung dịch này á, là nó có tác dụng làm sáng da và tự nhận dưỡng ẩm cho da. Đó là những cái phương pháp đang điều trị cái vấn đề về sắc tố hiện tại đang có tại Herita Spa, đã được và đang sử dụng cho rất là nhiều khách và được sự phản hồi rất là tốt vì đem lại một cái hiệu quả rất là cao cho khách. Thì với là những cái hiệu quả như vậy nên chúng tôi mong muốn đem lại cái làn da tự tin hơn cho tất cả phụ nữ của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị. Bộ phim nào dưới đây đã góp phần khơi dậy giá trị của tà áo dài Việt Nam? A. Sông Lan, B. Cô Ba Sài Gòn, C. Lạc Giới, D. Mẹ Chồng. Bạn nào có câu trả lời đúng, nhanh và chính xác nhất sẽ có cơ hội nhận được một voucher trị giá 1 triệu đồng mua sắm và sử dụng dịch vụ tại chuỗi chuyên cung cấp mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và spa H&H. Để tham gia chương trình, bạn hãy truy cập vào fanpage facebook.com/tincommediacorp và comment ngay dưới clip phát sóng của mỗi tập câu trả lời theo cú pháp như sau: DKGH, khoảng cách X, khoảng cách Y. Trong đó, X là phương án trả lời của các bạn, Y là số người trả lời giống như bạn.
Thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã phần nào hiểu được về cái quá trình thiết kế trang phục cho phim và nó đóng góp một vai trò rất là quan trọng cho bộ phim cũng như là hỗ trợ cho các diễn viên như thế nào. Và một lần nữa thì Mai Thu Huyền xin được chân thành cảm ơn nhà thiết kế Thủy Nguyễn và diễn viên Liên Bình Phát đã đến tham gia chương trình Đẹp Không Giới Hạn ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại! Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Hãy để vẻ đẹp thực thụ của bạn thu hút mọi ánh nhìn. Đôi mắt đẹp khiến bạn trở nên quyến rũ. Tại Thanh Hằng Beauty Medi, nơi chúng tôi tin vào sức mạnh của sắc đẹp, đội ngũ tiến sĩ, bác sĩ Hàn Quốc giàu kinh nghiệm của Thanh Hằng Beauty Medi có thể giúp bạn sở hữu được đôi mắt đẹp, lôi cuốn, thật tự nhiên và đầy quyến rũ. Mãi mãi nét thanh xuân cùng Thanh Hằng Beauty Medi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mà giải chữa nhưng mà đã đi chơi thì cũng hào hứng nha. Đâu ai biết cả đi làm ăn nha. Đang thử làm ăn nha. Có nè, đang chuẩn bị làm ăn nè. Tôi nói là không có chưa định thành một cái đường dây trong này. Phân tình luôn, không biết Phân đi đâu luôn á.